Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao phụ nữ lại đối xử với một số đàn ông như rác rưởi trong khi lại điên cuồng theo đuổi những người đàn ông khác chưa? Nếu bạn nghĩ câu trả lời là tiền bạc hoặc ngoại hình, bạn đang ảo tưởng rồi. Có rất nhiều anh chàng đẹp trai ngoài kia không có nổi một buổi hẹn hò và cũng có nhiều người giàu chỉ bị phụ nữ lợi dụng vì tiền, như những kẻ ngốc. Vậy bí mật thật sự là gì? Câu trả lời rất đơn giản. Đàn ông giá trị cao biết cách lừa phụ nữ đi. Sự thật là 90% đàn ông là những người khao khát và tuyệt vọng muốn được phụ nữ chú ý. Đàn ông giá trị cao thì ngược lại. Họ biết chính xác cách lừa phụ nữ và điều đó khiến các em ghệ phát điên. Bạn thấy đấy, phụ nữ khao khát sự chú ý và khi bạn ngừng cho họ miễn phí, bạn lập tức trở nên nổi bật giữa những người đàn ông khác. Tuy nhiên, bạn cần biết cách làm điều đó. Có tâm lý học đằng sau việc bơ phụ nữ đúng cách. Chúng ta bàn về 8 lý do tại sao đàn ông giá trị cao lừa phụ nữ. Nhân tiện, hãy vào website trở lại làm người.com để được giải ngu về gái gú và các vấn đề xã hội nhé anh em. Vào nhanh đi, khi nó vẫn còn miễn phí. Nào, bắt đầu thôi. Thứ nhất, sự chú ý miễn phí. Khi phụ nữ bật điện thoại lên, họ nhận được vô số thông báo từ những người đàn ông muốn chú ý tới họ. Điều này thổi phồng cái tôi của họ trước khi kịp đánh răng xong. Một người đàn ông giá trị cao không cho cô ấy sự chú ý miễn phí. Anh ta có thể gặp một người phụ nữ và tự giới thiệu để tạo ra sự kết nối. Nhưng sau đó, sự chú ý miễn phí dừng lại. Anh ta đã đặt mình vào tầm ngắm nhưng sau đó đối xử với cô ấy như thể cô ấy không có gì đặc biệt. Điều này sẽ khiến người phụ nữ bối rối tại sao anh ta không liên tục đuổi theo như những người đàn ông khác. Hãy nghĩ về điều đó. Nếu 90% được dựa hàng ngày đều cho ả ta sự chú ý miễn phí, tại sao người đàn ông này lại không? Tại sao anh ta lại đặc biệt như vậy? Và người phụ nữ sẽ tự hỏi tại sao cô ấy không đủ đặc biệt. Cô ấy sẽ tìm mọi cách để có được sự chú ý vì không thể chấp nhận rằng gã không cho cô ta sự xác nhận mà cô thường nhận được. Đừng hiểu lầm. Tôi không nói rằng bạn nên chơi trò tâm lý với phụ nữ trong khi bạn sục nhật cả ngày hoặc chơi trò chơi điện tử. Điều tôi đang nói là bạn nên thực sự trân trọng thời gian và tiết kiệm sự chú ý của mình. Một người đàn ông giá trị cao có những việc quan trọng hơn để làm hơn là làm tăng cái tôi của phụ nữ. Anh ta để lại nhiệm vụ đó cho những thằng beta trong khi anh ta dạy cho ả vài bài học thực tế, khiến ả khiêm tốn lại. Thứ hai, bận rộn với mục tiêu của mình. Những người đàn ông này có những mục tiêu lớn mà họ quyết tâm đạt được. Khi tham vọng như vậy, bạn không có thời gian cho những cuộc tán tỉnh vô nghĩa hoặc mối quan hệ rỗng tuếch. Thay vào đó, những người đàn ông giá trị cao dành năng lượng của họ để tạo ra một cuộc sống mà họ có thể tự hào. Họ không ngồi chờ may mắn đến với mình mà làm cho mọi thứ xảy ra. Sự nỗ lực và tham vọng của họ rất hấp dẫn đối với phụ nữ. Đó là điều mà những người đàn ông thấp hạng, những người hàng ngày cho phụ nữ sự chú ý miễn phí, thiếu vắng. Thứ ba, táo bạo. May mắn đến với những người táo bạo. Những người đàn ông giá trị cao biết rằng có những phần thưởng lớn cho ai dám mạo hiểm. Họ không sợ tiếp cận một người phụ nữ khi thấy cô ta. Chờ đợi và bị động là dành cho những kẻ ngốc. Nó không hiệu quả. Đó là con đường dẫn đến nhiều năm thất vọng và đấu tranh với phụ nữ. Nghe này, bị động là cách của phụ nữ chứ không phải của đàn ông. Những người đàn ông giá trị cao lấy những gì họ muốn từ cuộc sống. Họ không để cuộc sống chỉ xảy ra với họ. Trước khi bạn có thể nói về cách lừa phụ nữ, bạn cần phải biết cách tiếp cận họ như một người đàn ông trước. Thứ tư, biết cách sống một mình. Chúng ta đều biết những người đàn ông luôn trong một mối quan hệ. Tất cả các mối quan hệ của họ đều thất bại và họ luôn trở lại trong một mối quan hệ mới. Tại sao? Những người đàn ông này sợ cô đơn. Thật đáng thương. Những người đàn ông giá trị cao không sợ độc thân vì họ biết đời họ hoàn chỉnh mà không cần phụ nữ. Phụ nữ có thể cảm nhận được sự tự tin của họ và điều đó thu hút họ. Họ sẽ theo đuổi người đàn ông giá trị cao trong khi anh ta lờ họ đi và chỉ chọn người phụ nữ chất lượng cao nhất mà anh ta thích. Thứ năm, lờ đi nếu cô ta bắt đầu cãi nhau. Đừng thưởng cho hành vi xấu. Những người đàn ông giá trị cao không tham gia vào những cuộc cãi vã và xích mích vô lý. Nếu bạn cảm thấy như cô ấy đang kiếm cớ để cãi lộn xàm xí, thì đừng tham gia. Điều này thường là dấu hiệu cho thấy cô ấy không tôn trọng hoặc coi trọng bạn và đã đến lúc bạn lờ cô ấy đi. Bằng cách làm như vậy, bạn đấm gái bằng một cú thức tỉnh để hiểu rằng gái không thể bùng nổ ngẫu nhiên như thế. Tránh thể hiện sự quan tâm và chú ý cho đến khi cô ta thừa nhận sai lầm và sau đó giải thích quan điểm của bạn. Thứ sáu,
thẳng thắn. Những người đàn ông giá trị cao rất thẳng thắn và rõ ràng. Đối với họ, bị từ chối tốt hơn là lãng phí thời gian chơi trò chơi với phụ nữ. Khi một người phụ nữ chơi trò chơi với người đàn ông này, cô ấy chỉ đơn giản là bị lờ đi hoặc bị phớt lờ. Cô ấy sẽ nhanh chóng nhận ra phải cư xử tốt nhất với người đàn ông này vì anh ta biết mình muốn gì và sẽ thay thế cô ta nếu bị lãng phí thời gian. Hầu hết các chàng trai sẽ phí thời giờ bằng cách mơ hồ và hành động như một người bạn. Họ thảo luận mọi thứ với phụ nữ và sử dụng biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin. Một người đàn ông giá trị cao thì ngắn gọn và ngọt ngào, không cần phải nhắn tin qua lại và lòng vòng. Thứ bảy, đừng thay đổi kế hoạch của bạn vì cô ta. Đàn ông thường quá nhanh chóng hủy bỏ tất cả các cam kết trước đó để đáp ứng một người phụ nữ hấp dẫn. Mặc dù điều này có vẻ tốt và không có gì sai, bạn cũng cần cho cô ta thấy rằng bạn không tuyệt vọng vì đợi chờ sự chú ý của ả. Những người đàn ông giá trị cao không hủy bỏ một điều quan trọng nào. Nó hấp dẫn đối với phụ nữ nếu một người đàn ông có cuộc sống riêng và cuộc sống xã hội của anh ta không chỉ xoay quanh cô ấy. Khi hiểu rằng bạn không dễ dành ra thời gian khi cô ấy yêu cầu, cô ấy sẽ hiểu mình cần phải chăm chỉ và cố gắng hơn để có được sự chú ý của bạn. Thứ 8, tâm lý. Những người đàn ông giá trị cao biết giá trị của mình và họ biết họ hấp dẫn phụ nữ. Họ không coi phụ nữ là những sinh vật siêu phàm vượt trội hơn họ. Vì tâm lý của họ, họ hoàn toàn thư giãn khi ở bên phụ nữ. Thái độ bình thản của họ rất hấp dẫn đối với phụ nữ. Hầu hết những chàng trai thông thường đều lo lắng khi ở bên một người phụ nữ hấp dẫn. Điều này xảy ra vì họ thiếu tâm lý của người đàn ông giá trị cao. Người ta thường nói, tâm lý là tất cả, và điều đó đúng. Nếu bạn thực sự tin rằng mình đứng đầu chuỗi thức ăn trong thị trường hẹn hò, bạn sẽ bắt đầu cư xử theo cách đó. Nếu bạn mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, rất khó để bị ấn tượng bởi một người phụ nữ. Hãy nhớ điều đó. Cuối cùng, nếu bạn muốn khám phá tiềm năng thật sự của mình và đạt được những thành công vượt trội trong cuộc sống, hãy đọc những tựa sách ở website trở lại làm người.com như Thoát kiếp trai hèn, Lợi thế của đàn ông, Lộ trình trở thành con đực xuất chúng, 33 bí mật hư đốn để chinh phục phụ nữ 8, 9, 10 điểm, Làm giàu không cần may mắn, Sổ tay chủ nghĩa khắc kỷ, Tư tưởng vượt thời đại để gặt hái sức bật tinh thần, Tự tin và điềm tĩnh, Sổ tay tổ ích, 366 chiêm nghiệm về đời sống và lòng can trường. Đồng thời, Cộng đồng trở lại làm người cũng đã làm phụ đề tiếng Việt cho rất nhiều video kiến thức sinh hóa cơ thể người như Tại sao chúng ta già đi, Giao thức sống thọ, Đảo ngược lão hóa, Kiểm soát căng thẳng và lo âu, Cách hệ thần kinh hoạt động và thay đổi, Làm chủ giấc ngủ, Tỉnh táo hơn khi thức dậy, Hiểu và sử dụng giấc mơ để học và quên đi thứ gì đó, Dùng các lần thất bại, Các chuyển động và sự cân bằng để học nhanh hơn, Kiểm soát cơn đau và phục hồi chấn thương, Cách mà thức ăn và chất dinh dưỡng kiểm soát tâm trạng của chúng ta, Cách tăng động lực, Khoa học về cảm xúc và các mối quan hệ, Testosterone, estrogen và ảnh hưởng của chúng lên giới tính, Lựa chọn bạn tình, Cách các hormone kiểm soát cơn đói, Thèm ăn và cảm giác no, Tăng hiệu suất tập luyện và phục hồi với việc làm mát, ngâm nước lạnh, Để học những kỹ năng mới nhanh hơn, Giảm mỡ bằng các phương pháp khoa học, Hồi phục và tăng trưởng cơ bắp, Tăng cường sức chịu đựng cho não và cơ thể, Khoa học về thị giác, Sức khỏe của mắt và nhìn rõ hơn, Khoa học về thính giác, cân bằng và học tập cấp tốc, Cách tối ưu hóa chức năng của cơ thể, não bộ và sức khỏe, Cách kiểm soát cảm giác đau và khoái cảm, Tìm hiểu về hội chứng nghiện và cách điều trị, Hiểu và đánh bại trầm cảm, Hiếu động thái quá và cách cải thiện sự tập trung. Tìm tất cả những nội dung trên tại website trở lại làm người.com.